Còn bốn cách một tí nữa thôi nha, đừng cắt đấy nha. Cho anh ăn. Ăn. Lâu lúc mới ăn. Vẽ xong rồi đi. Được chưa? Được chưa? Không tránh được. Không tránh được, có sẽ tây xuống mình nhận này đã bao nhiêu chất lượng. Đúng không? Nếu mình nhìn nó thích thì không có cảm thấy thích. Cái này, cái này.
xuống dưới luôn nha. Em bấm nhanh cái bé này không nên chịu ạ.
rồi. Đừng nha, để anh xuống đây nha. Bây giờ anh gỗ anh biết rồi. Hết nhỉ?
Đánh luôn, để anh này. Thank you.
Okay.